Dẫu biết giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi giảm, nhưng người nuôi vẫn phải chấp nhận mua thức ăn hỗn hợp với giá cao. Chúng tôi mua thiếu thì cái bao cám chúng tôi vẫn chịu 20.000, trong khi 5 tháng mỗi một bao cám chúng tôi chịu cho đến ngày xuất chuồng mà trà là vẫn 20.000 một bao. Đại lý thì đại khái là có lên có xuống gì học vẫn ăn lời chúng tôi 20.000 một bao. Theo như so các nguồn nguyên liệu đầu vào như bắp là chủ lực hay là đậu nành đều giảm xuống hết, nhưng mà công ty viện một cái lý do nào đó ở các nguồn nguyên liệu khác nhập vào là cao hơn mà nhà nước không giảm giá, nên từ chỗ công ty bớt của cái người nông dân hết là phân nửa. Thưa quý vị, theo các chuyên gia phân tích về thị trường thức ăn chăn nuôi thì giá thức ăn hỗn hợp hiện nay chỉ có tăng chứ không có giảm. Và cái giá mà thức ăn hỗn hợp hiện nay thì là giá của năm 2012, cái thời điểm mà hai nguyên liệu chính là bắp và đậu nành có giá cao gấp rưỡi so với thời điểm hiện tại. Và người chăn nuôi dù muốn hay không thì vẫn phải chấp nhận với cái giá hiện tại để có thể tiếp tục duy trì sản xuất. Theo số liệu của Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, thành phần chính sản xuất thức ăn chăn nuôi là bắp, đậu nành và cám gạo chiếm 80%, trong khi chất phụ gia và khoáng chất chỉ chiếm 20%. Hai năm trở lại đây, giá thành nguyên liệu đã giảm xuống. Năm 2014, giá bắp là 6.800 đồng 1 kg, đậu nành là 13.000 đồng 1 kg. Và hiện nay, 5.000 đồng 1 kg đối với bắp và 10.000 đồng 1 kg đối với đậu nành. Cái giá của thị trường bắp hôm nay xuống còn khoảng 5.000 và đậu nành cũng còn khoảng 10.000, thì cái giá nguyên liệu đã xuống rất là sâu, nhưng cái giá thức ăn hỗn hợp của các công ty đưa đến người chăn nuôi là không có giảm. Để giảm sự lệ thuộc vào các công ty thức ăn chăn nuôi, một bộ phận không nhỏ người chăn nuôi lâu năm có kinh nghiệm đã đẩy mạnh đầu tư và tự sản xuất cám tự trộn. Với 120 heo nái đó thì trung bình một tháng thì gia đình phải sử dụng như vậy là khoảng 350 triệu. Thì gia đình tôi có cái khoản, nghĩa là tiền lợi được như vậy khoảng 17 triệu 500 ngàn. Trang trại tôi có 5 công nhân thì tôi cũng đã lấy cái tiền đó tôi trả được cho 3 công nhân. Sử dụng cám trộn so với cám hỗn hợp á, thì cái mức chênh lệch mà có cám trộn với cám hỗn hợp là khoảng 1.000 một ký. Thì gia đình tôi trong một tháng khoảng 20 tấn phải chênh lệch, tiết kiệm được khoảng 20 triệu. Tự trộn cám là một giải pháp có thể đảm bảo sản xuất hòa vốn hoặc có lãi chút ít.